Hãy nhấn đăng ký và bấm chuông để theo dõi. Hôm nay, búp bê Squid Game và bạn trai có một cuộc hẹn tại nhà Squid Game. Nhưng mà tóc của bạn trai bù xù quá. Còn búp bê Squid Game thì mặt mũi thật phá. Nào chúng ta cùng làm đẹp cho hai bạn nhé, để hai bạn có một cuộc hẹn hò tuyệt vời nhé. Giờ thì mình cùng làm đẹp cho Squid Game nào. Trước tiên là đánh phấn. Chốt mascara thôi. Đẹp quá phải không nào? Giờ tới phấn má và son môi. Giờ thì Squid Game đã quá xinh đẹp rồi phải không? Nhưng mà mái tóc này, chúng ta nên thay đổi thành một kiểu tóc đẹp hơn nhé. Lấy máy uốn ra và uốn tóc nào. Xinh quá rồi. Giờ tới lượt bạn trai nha. Với mái tóc bù xù này, chúng ta cần một lọ sáp vuốt tóc. Wow, đã đẹp trai rồi. Giờ thì tới phần thay đồ nha. Mở tủ ra xem có gì nào. Wow, là một chiếc quần tất, mặc vào xem sao. Thật quyến rũ. Xem còn gì ở trong nữa nha. Là một chiếc váy. Các bạn xem video đừng quên nhấn đăng ký để không bỏ lỡ video mới nhất nhé. Nào, đeo đôi bốt này vào thôi. Thêm một chút phụ kiện cho mái tóc nha. Đã xong, giờ thì chờ bạn trai tới thôi. Còn bạn trai thì sao nhỉ? Cậu ta cũng đang đi tìm quần áo. Để xem cậu ta mặc gì nhé. Chà, là một cái áo body màu đen. Một chiếc quần. Đã khá bảnh bao rồi. Thêm cái áo khoác nữa cho ngầu. Tuyệt vời, thêm đôi bốt nữa là xong rồi. Đi gặp bạn gái thôi. Chà, hai bạn trông thật đẹp đôi mà phải không? Các bạn xem video đừng quên nhấn đăng ký để không bỏ lỡ video mới nhất nhé. Và nếu yêu thích Toy Toy hãy nhấn like và chia sẻ kênh để ủng hộ Toy Toy nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.